Tập 7. Đúng rồi, bài tập của giáo sư Từ hôm nay phải nộp rồi. Mọi người đừng quên. Sớm đã chuẩn bị xong rồi. Của cậu đâu? Yên tâm. Cậu cũng dùng trang phục của thiếu nữ đẹp vô địch làm ví dụ à? Lần trước chúng ta cùng xem phim, tớ thấy trang phục đó trông rất đẹp, cho nên đã dùng cho bài tập. Thật trùng hợp. Vậy cậu phân tích người nổi tiếng kia lấy trích dẫn là ai vậy? Cậu không phải dùng bình luận của Pearson nói về sự nho nhã trong trang phục chứ? Không thể nào trùng hợp như vậy. Chủ yếu là nói về trang phục thiếu nữ nổi tiếng nhất thì chỉ có bài của Pearson. Không dùng của máy thì còn dùng của ai? Cũng đúng. Các em, bài tập bố trí tuần trước, mọi người hãy đặt hết lên bàn. Giáo sư, bài của Nhan Hiểu Hy và Bạch Di có dấu hiệu khác thường, xin hãy chú ý nhiều hơn. Cậu có ý gì? Các cậu tham khảo cùng một bộ phim, trích dẫn bình luận của một người. Tôi thấy là không đúng, nên mới nhắc giáo sư. Có gì sai à? Chuyện này, bài tập của chúng tôi đều tự làm. Hơn nữa cũng không hề biết tài liệu tham khảo của đối phương giống nhau. Đây hoàn toàn là trùng hợp. Cứ cho là tài liệu tham khảo giống nhau, nhưng mà trích dẫn quan điểm của chúng tôi không giống nhau. Rốt cuộc là sao? Trong lòng giáo sư sẽ rõ. Căng thẳng như vậy, chột dạ à. Chờ đi, để xem tớ làm sao xử cậu ta. Cậu có được không? Có gì mà không được. Tớ đã phát hiện ra, cứ ngậm đắng nuốt cay, càng bị cậu ta bắt nạt, tớ nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Hôm nay tới lượt ai dọn nhà vệ sinh? Không được trốn đâu. Tôi dành bao nhiêu giải thưởng cho lớp, coi như cống hiến đủ rồi. Dựa vào đâu mà muốn tôi dọn dẹp? Giật giải là chuyện của cậu, dọn dẹp vệ sinh là chuyện dọn dẹp vệ sinh. Đừng có trốn tránh. Lao bảng cho sạch đi. Có biết bộ trang phục này của tôi dùng bằng chất liệu gì không? Lỡ làm bẩn thì phải làm sao? Nếu cậu không tuân thủ quy định, tớ sẽ báo cáo. Cậu muốn hủy hoại bộ trang phục hay là muốn hủy hoại hình tượng học sinh gương mẫu hoàn hảo của cậu? Lao đi. Quá ra, đây chính là cảm giác hả hê. Đã quá đi. Sau này, tớ sẽ như vậy, lấy hết ý chí dũng cảm tiến lên. Bạch Di đáng yêu biến thành hình tượng thiếu nữ vô địch rồi. Cậu xem cậu ta đi. Có cậu thật là tốt, Tiểu Hy. Trước đây, lúc nào tớ cũng oán trách ông trời, lúc nào cũng để tớ gặp toàn chuyện không thuận lợi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cũng may là để tớ gặp được cậu, tớ thỏa mãn rồi. Có cậu mới tốt. Sau này chúng ta sẽ như vậy, cả đời là chị em tốt của nhau. Chị em tốt. Chị em tốt, toàn tâm toàn ý. Toàn tâm toàn ý. Ăn bánh đi. Chào bạn, câu lạc bộ văn học của chúng tớ đang tuyển trợ lý, có hứng thú tham gia không? Cảm ơn, Khả Nhi. Câu lạc bộ văn học đang tuyển trợ lý à? Đúng, sao cậu còn cầm cả tờ rơi? Cậu đã tham gia nhiều câu lạc bộ rồi, vẫn muốn tham gia sao? Đây là cho Nhan Hiểu Hy, cậu ấy mới rời khỏi câu lạc bộ bóng bàn. Tích điểm câu lạc bộ còn thiếu nhiều như vậy, cậu nhớ chừa lại cho cậu ấy một chỗ. Biết rồi, Hiểu Hy không còn là trợ lý của câu lạc bộ bóng bàn nữa, nên vị trí đó đang trống một chỗ. Hay là cậu thử xem, đây là cơ hội tốt để tiếp cận Tề Cảnh Hạo. Cậu ấy vừa rời khỏi, tôi đã đăng ký. Như vậy không hay cho lắm đâu. Người bạn tốt như cậu đã quá trượng nghĩa rồi. Tớ hỏi cậu, Hiểu Hy đối với Tề Cảnh Hạo có kiểu tình cảm đó không? Không có. Vậy cậu ấy nói thật không? Hiểu Hy không gạt tớ đâu. Hai ngày trước cậu ấy còn nói cậu ấy rất ghét Tề Cảnh Hạo, nói cậu ấy rất tự đại. Vậy thì tốt rồi.
Cậu ngay cả tới nói một câu với cậu ấy cũng không dám, chỉ dám lén lút nhìn trộm. Ai nói tới không dám? Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ dũng cảm bước lên. Sao giờ cậu mới tới? Cậu tới lâu rồi à? Tìm tớ có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không được tìm cậu sao? Không cần biết có chuyện gì, tôi gọi cậu, cậu bắt buộc phải tới. Đây chính là quy định. Cậu làm gì mà hung dữ vậy? Tôi đâu có làm sai chuyện gì. Cậu đang làm nũng với tôi sao? Đâu có. Đây chính là làm nũng. Đây không phải làm nũng. Rõ ràng là làm nũng. Không phải tối qua cậu đã xé rồi sao? Ghép lại rồi. Lại tìm người làm lại một tấm. Tốt như vậy à? Tôi còn định đi chụp lại một tấm. Cảm ơn. Có muốn không? Tự tới mà lấy. Tôi. Cậu rốt cuộc có được không? Xuất sắc. Đá bóng qua đây. Tôi đã nói với cậu, đối vốn dĩ không phải là làm nũng. Làm nũng phải giống như Nana, đáng yêu như vậy. Giống như con khỉ vậy, trực tiếp nhảy lên người tôi cướp đồ. Đó gọi là khỉ vớt mặt trăng. Hầu bản bản, hôm nay là sinh nhật của cậu. Không phải, được giảm giá nên mua thôi. Khiến anh thích ăn, vì muốn mua được một hộp. Làm bẩn cả băng vệ tay của tôi. Dùng của tôi đi. Cảm ơn. Ngồi đi. Hình như hôm nay Bạch Di không được vui. Tôi muốn qua ngồi cùng cậu ấy. Bạch Di quan trọng hay tôi quan trọng? Nhưng mà, nhưng cái gì? Cậu là bạn gái tôi, ngồi xuống đây ăn cơm cùng tôi. Nana còn chưa ăn, tôi phải về tìm cậu ấy. Không phải cậu nói tìm em trai cậu sao? Mau đi. Tôi, giúp tôi dọn lại đĩa thức ăn nha. Lại ăn loại cơm này. Nhìn cái gì? Ăn đi chứ. Ăn đi. Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Nhiều người nhìn như vậy, cậu không ăn, tôi sẽ vô cùng mất mặt. Tôi rất mất mặt đó. Ngoan. Cậu có thôi đi không?
Cậu không sao chứ? Xin lỗi, chân tôi đau quá. Để tôi đỡ cậu đứng dậy. Cảm ơn. Nào, chậm thôi. Sao vậy? Hình như đi không được. Xin lỗi, tôi thật vô ý. Để tôi đưa cậu tới phòng y tế. Ngon quá đi. Hôm nay không cần luyện tập à? Cao Dương mấy hôm nay vừa khóc vừa hét đòi nghỉ ngơi, cho nên nghỉ hai hôm. Tối nay tôi không cần phải luyện. Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Còn cậu? Đi làm thêm. Sao lại làm thêm? Thiếu tiền. Thiếu tiền tôi cho cậu. Tôi không cần tiền của cậu. Trước đây cậu còn nói tôi tính tiền lương theo vợ cho cậu. Cùng lắm lần này tôi tính theo phúc cho cậu luôn. Lãng phí quá đi. Còn nhiều như vậy. Quan hệ bây giờ của chúng ta đã không giống như trước rồi. Sao lại không giống? Trước đây cậu là kim chủ của tôi. Bây giờ cậu là của tôi. Bây giờ tôi là gì của cậu? Chủ nợ. Cái gì? Bác sĩ Hà. Bác sĩ Hà. Cậu ở đây chờ tôi một chút. Tôi đi tìm bác sĩ. Không cần đâu. Chỉ là trẹo chân thôi. Không sao. Để tôi xem có thuốc gì có thể dùng không. Được. Cảm ơn. Tối hôm đó tôi đã nói nhiều lời như vậy. Cậu lại chỉ nhớ mỗi một câu Nhan Hiểu Hy đã cứu tôi. Cậu có ý gì? Cái này chắc là được. Tôi dùng rồi. Cảm ơn. Để tôi giúp cho. Cảm ơn. Có đau không? Như vậy chắc là được rồi. Nếu không còn gì thì tôi đi trước. Chờ một chút. Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay không phải sinh nhật tôi. Vậy cái bánh lúc nãy. Bánh à? Bánh đó là của em trai tôi. Nó rất thích ăn nên đã mua cho nó một cái. Tuy rằng không phải sinh nhật cậu, nhưng mà quà tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được con gái tặng quà. Tôi... Vậy cậu có muốn mở ra xem không? Thiệp à. Mỗi một tấm trong này đều do chính tay tôi vẽ. Có 52 tấm. Đều là những lúc tôi nhớ đến cậu. Viết ra mấy câu ngốc nghếch.
Đây là điều tuyệt vời nhất, quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Nếu như tôi lướt qua trước mặt cậu, xin cậu hãy nhìn tôi một lần. Sao lại không nói gì? Hay là cảm thấy tôi rất nực cười? Không có. Chỉ là tôi không biết nên nói gì. Vậy cậu đừng nói gì cả. Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, thành tâm thành ý nói cảm ơn với tôi là được. Cảm ơn. Đừng mở mắt ra. Cậu. Chúng ta. Tôi còn có việc. Tôi đi trước. Tiểu yêu quái này đúng là không có chút tự giác nào. Cô ấy còn nói cái gì? Cô ấy còn nói cô ấy không phải vật sở hữu của tôi. Làm phản à? Dám thách thức quy quyền của cậu? Không được, phải dạy dỗ cậu ấy một trận. Cậu có cách không? Đối với bạn gái không biết nghe lời, tôi có một tuyệt chiêu. Là gì? Đá cô ấy. Như vậy nghiêm trọng quá rồi. Đã nói là tuyệt chiêu mà. Có cách nào ở mức tầm trung không? Không có. Vậy mà còn nói bản thân là cao thủ tình trường. Tôi thấy cũng chỉ có như vậy. Nana nhà chúng tôi ngoan. Chỉ cần tôi không ngó ngàng tới cậu ấy 2 phút thì cậu ấy đã khóc than la trời. Chứ đâu có giống kiểu nhà các cậu. Tôi thấy cậu ấy vốn dĩ chẳng hề thích cậu. Nhà chúng tôi là kiểu gì chứ? Hầu bản bản. Hầu bản bản. Tôi gọi cậu, sao cậu không phản ứng? Cậu che miệng làm gì? Bị đụng vào đâu à? Không có. Lại còn đỏ mặt. Đừng có bắt nạt kiến bạch. Chắc chắn là có vấn đề. Hiểu Hy, với cậu cùng làm thêm ở một chỗ đúng không? Tớ không phải là không giải thích với cậu ấy. Tớ vì trả tiền cho thám tử nước ngoài, không thể không đi làm thêm được. Cậu tưởng là tớ muốn như vậy à? Ai bảo ngữ khí của cậu ấy hung dữ như vậy? Như kiểu nha hoàng cậu ấy mua về vậy. Dựa vào đâu cơ chứ? Đông Đông à, cậu có nghe không? Alo, Đông Đông. Tớ biết nói cái gì bây giờ? Tớ không còn gì để nói. Nhan Hiểu Hy, hôm nay cậu đối với Tề Cảnh Hạo giống như đi tàu lượn vậy. Lúc thì cao, lúc thì thấp. Hôm nay thì tốt, ngày mai thì giải tán. Ai nói chúng tôi giải tán? Chỉ là đang cãi nhau thôi. Được rồi, cậu cứ cãi nhau đi. Còn tớ chẳng có quan hệ gì. Tớ nói cho cậu biết, bây giờ tớ đang bận chết được. Đừng suốt ngày lảm nhảm chuyện của Tề Cảnh Hạo. Bận cái gì chứ? Nha Hiểu Hy, cậu quá đáng rồi nha. Tớ quá đáng gì? Không phải. Tớ cả ngày vì chuyện điều tra của cậu, vì chuyện cậu với Tề Cảnh Hạo, một ngày không màng gian khổ, chạy lên chạy xuống, lao tâm khổ tứ.
Cậu thì tốt rồi, vốn dĩ chả thèm quan tâm tớ. Tớ bây giờ chuẩn bị tham gia thi đấu trong cuộc thi tuyết long rồi. Cậu có phải hoàn toàn quên mất rồi không? Xin lỗi. Tớ, tớ nhớ tới cuối năm mới thi mà. Cuối năm cái đầu cậu. Cuối năm là thi đấu chung kết rồi, sắp chuẩn bị vòng sơ tuyển. Tớ còn phải tự mình thiết kế. Công tác về rồi à? Về rồi. Mấy hôm nay ở ngoài vất vả rồi. Đông Đông, tớ sai rồi. Cậu tham gia cuộc thi có cần tớ giúp gì không? Bây giờ mới nhớ ra à? Trong lòng đúng chỉ là không có tớ. Tuyệt giao với cậu. Không phải, tớ không có ý đó. Đông Đông, đẹp trai quá đi. Đôi mắt như biết phóng điện vậy. Vừa nãy tôi cũng nhìn thấy rồi. Cậu ấy vừa tới đã bao cả phòng riêng bên trong. Chắc là lai lịch không phải dạng vừa. Bao phòng riêng bên trong. Đó chẳng phải là phòng mình phụ trách à? Đợi đã. Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ. Xin hỏi quý khách. Ngạc nhiên chưa? Cậu, cậu tới làm gì? Sáng nay tôi còn chưa tính sổ với cậu. Cậu tìm tới đây là muốn tính sổ cùng tôi à? Không thì sao? Tôi còn tưởng là cậu nhớ tôi nên qua đây thăm tôi. Tôi mới không nhạt nhẽo như vậy. Ở đây có đồ uống gì? Nước ép táo. Tôi không uống đồ ngọt. Tôi uống. Cậu uống à? Ở đây khách còn có thể mời nhân viên phục vụ đồ uống sao? Đúng. Có khách mời cậu uống thật à? Nam hay nữ? Nước ép táo đúng không? Tôi lập tức mang lên. Tôi hỏi là nam hay nữ? Nhan Hiểu Hy. Là nam hay là nữ? Đoán xem. Tôi. Cánh gà thơm cay. Nước ép táo. Cậu nói tôi biết. Rốt cuộc có ai quấy rối cậu không? Có. Ai? Cậu đó. Tôi hỏi người khác cơ. Không có. Nói thật đi. Không có. Tôi không tin. Tề Cảnh Hạo, ở đây là nơi làm ăn đàng hoàng. Cậu nghĩ gì vậy? Bỏ ra. Nói. Đau. Đau thật sao? Cậu nói đi. Lần nào cũng mạnh tay như vậy. Tôi đâu cố ý. Cậu không phải không muốn đồ ngọt sao? Nước ép táo của tôi. Không thèm. Nhan Hiểu Hy, cậu đã là bạn gái của tôi thì phải quen với mùi vị của tôi. Bắt đầu từ hôm nay, công việc này không cần làm nữa. Tại sao? Đây là nơi làm ăn đàng hoàng. Tôi không yên tâm. Hầu Kiến Bạch cũng làm ở đây. Cậu yên tâm rồi chứ? Cậu nhắc tôi mới nhớ. Ở đây không chỉ có khách nam, còn có nhân viên phục vụ nam nữa. Kiến Bạch thì tôi còn yên tâm. Những người khác thì không biết như thế nào. Cho nên sau này không được tới. Tề Cảnh Hạo, cậu đừng có quá đáng. Tôi quá đáng thì sao? Cậu. Alo, Nhan Hiểu Hy, cậu được lắm. Ai? Tớ nói tuyệt giao thì tuyệt giao luôn à? Không phải là cậu cướp máy sao? Tớ cướp máy thì cậu không biết gọi lại à? Tớ mới phát hiện từ khi cậu có nam thần kia là không thèm quan tâm tới tớ. Quan tâm cậu? Nếu như cậu thật sự quan tâm tớ thì bây giờ cậu hét to với mọi người. Người mà cậu quan tâm nhất chính là Đông Đông. Nếu như cậu hét lên như vậy, tớ sẽ không giận nữa. Nhất định phải nói sao? Không nói là tớ giận. Tớ nói với cậu, người Nhan Hiểu Hy quan tâm nhất chính là Đông Đông. Người Nhan Hiểu Hy quan tâm nhất là Tề Cảnh Hậu. Cái gì? Nhan Hiểu Hy, cậu đúng là giỏi quá đi. Cảnh Hạo, tôi đưa đến mấy em gái xinh đẹp cho cậu, đảm bảo làm cho cái tên. Đảm bảo làm tiểu yêu quái kia tức chết. Nào, để tôi giới thiệu. Đây chính là nam thần số 1 của đàn diễn chúng tôi. Sao nào, đẹp trai không?
Đẹp lắm. Nói to một chút. Đẹp hay không? Đẹp trai. Ngồi đi. Muốn uống gì cứ gọi. Ngồi qua đó đi. Tránh ra. Soái ca, đứng lại. Gọi đồ. Mau đi mau đi. Đẹp trai quá đi. Xin hỏi quý khách muốn gọi gì? Gọi trước một bình hồng trà, sau đó là một dĩa lưỡi dịch. Bạn của anh nói anh là số một đằng diễn. Lợi hại quá đi. Tôi gọi gì cậu đã nhớ chưa? Một ấm hồng trà, một dĩa lòng ngang. Lòng ngang cái đầu cậu, một dĩa lưỡi dịch. Cả ngày chỉ biết có công việc công việc, đến cả bạn trai của mình cũng không thèm quản. Các cô muốn uống gì? Nước ép táo. Nước ép táo. Mang một bình nước ép táo. Không có. Trên menu có mà. Hết rồi. Đây không phải nước ép táo sao? Cốc của tôi đã uống rồi. Nhưng mà tôi không để ý. Cô chờ một chút. Cốc này bẩn rồi. Để tôi đổi cốc khác. Tôi muốn cốc này. Đây không phải của cô. Tôi cầm rồi thì chính là của tôi. Đồ người ta uống rồi. Cô không sợ tiêu chảy à? Tôi uống trước rồi tính. Cô nhân viên này đúng là quá đáng. Không có chuyện gì chứ. Mau lao đi. Sao nhân viên phục vụ lại như vậy? Tôi sẽ tố cáo cô. Mới mua đó. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Có chuyện gì? Nhân viên phục vụ này của mấy người có bệnh à? Cô ấy làm đổ hết cốc nước ép lên người tôi. Nhan Hiểu Hi, làm sao vậy? Cốc nước ép bẩn rồi. Tôi muốn đổi cho cô ấy cốc khác. Cô có nói sao? Nhưng sao tôi tới một chữ cũng không nghe thấy. Tôi... Các cậu có nghe thấy không? Không nghe. Không có. Không có. Cậu nhìn tôi làm gì? Hỏi cậu ấy đi. Nói đi. Tôi với anh em của tôi tới đây tiêu tiền, mà lại được nhân viên phục vụ của các anh đối đãi ác liệt như vậy. Nếu như các anh không lập tức đuổi dì cô ấy, tôi sẽ lập tức kiện mấy người lên tòa. Nhan Hiểu Hi. Hiểu Hi, ăn sáng thôi. Bố, làm sao vậy? Có phải tối qua trời mưa, bị cảm rồi không? Không sao, nếu như khó chịu, uống thuốc vào. Trên thế giới này, chỉ có bố là người đàn ông tốt nhất thôi. Nhan đại ca, làm sao đây? Hiểu Hi à, không sao, làm nũng thôi. Hiểu Hi, cháu xem cháu lớn như vậy rồi, còn chui vào lòng bố như vậy còn ra thể thống gì nữa chứ. Nào, qua đây với cô. Cô thương, không ăn nữa. Con đi học đây. Hiểu Hi, ăn hai miếng cũng được mà. Không ăn đâu. Cảm ơn. Đi đường cẩn thận. Anh xem, nhân hào đó, rất là tươi. Cảm ơn. Bà chủ nhà, trẻ con không hiểu chuyện, đừng quá để ý. Không sao. Con bé hơi cáo kỉnh, nghĩa là thân thiết với tôi. Nhưng mà tôi vừa nhìn thấy mắt con bé hơi đỏ. Có phải đã khóc không? Không phải thất tình chứ? Thất tình? Không thể nào. Xem bộ dạng đó giống... Đông Đông, cậu không nhỏ mọn như vậy chứ? Đến điện thoại cũng không thèm nghe. Tới giờ Tề Cảnh Hạo cãi nhau to rồi. Hơn nữa, tớ còn bị giám đốc đuổi việc. Nếu như bây giờ ngay cả cậu cũng không thèm quan tâm tớ, tớ đúng là thảm quá rồi. Cậu đừng có giận tớ nữa mà. Tớ chờ điện thoại của cậu. Tới trước vào trước, phép lịch sự cơ bản cũng không biết à?
Bạch Di à, dạo gần đây tớ xui xẻo quá đi. Cậu làm sao vậy? Không sao. Không đúng. Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tôi hỏi cậu, cậu nói thật cho tôi biết, cậu thích Tề Cảnh Hạo đúng không? Hắn phiền chết đi được. Tên cuồng khống chế tự đại. Cậu không gạt tớ. Gạt cậu làm gì? Bạch Di à, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút. Gần đây tớ thật sự rất bực bội. Sau này hãy nói đi. Tớ muốn đọc sách. Phải mau chóng báo danh, được không? Xin chào, tôi muốn báo danh. Đã điền vào bản báo danh chưa? Dạ rồi. Nếu đã xem xong quy tắc tham gia cuộc thi thì ký vào đây. Dừng. Phí báo danh sơ cấp là 3.000. Tôi muốn báo cao cấp. Cao cấp thì 5.000. Không phải trên poster có viết là cao cấp cũng chỉ 3.000 sao? Đây là ưu đãi cho 10 người báo danh đầu tiên, sớm đã không còn rồi. Vậy sơ cấp đi. Sơ cấp. Chờ một chút. Vẫn là cao cấp. Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc là sơ hay cao? Cao cấp. Công việc thiết kế này vốn dĩ đã là cao cấp. Đợi sau này kiếm được tiền rồi, còn lo chút chi phí này sao? Được rồi, đưa tác phẩm cho tôi. Cái này là cả tâm huyết của tôi, anh phải cẩn thận đó. Yên tâm đi. Được rồi, người tiếp theo. Phí báo danh sơ cấp 3.000, cao cấp 5.000. Đọc xong quy định rồi chứ? Đọc xong rồi thì ký vào đây. Dạ, chờ một chút, cảm ơn. Alo. Đông, Đông. Cậu cuối cùng đã chịu nghe điện thoại của tớ rồi. Tớ nói với cậu, dạo gần đây tớ xui xẻo quá đi. Đã đã. Cậu là ai vậy? Tớ là Hiểu Hy. Hiểu Hy. Là Hiểu Hy mà quan tâm Tề Cảnh Hạo nhất đấy à? Giống loại người trọng sắc khinh bạn như cậu, vong ân bội nghĩa, tớ đâu có quen. Không phải, Đông Đông à, tớ đã gửi tin nhắn thoại cho cậu. Cậu chưa nghe sao? Nghe rồi. Cãi nhau với Tề Cảnh Hạo rồi, đúng không? Bị giám đốc sa thải rồi, đúng không? Nhan Hiểu Hy, tôi phát hiện ra cậu bình thường lúc mọi chuyện thuận lợi, có chết cậu cũng không nhớ tới tôi. Gặp chuyện xui xẻo một chút là cậu liền tìm tới tôi. Cậu xem đi. Đợi ngày nào đó tôi tham gia cuộc thi, một bước thành danh, xem tôi có biết tới cậu không. Không phải, Đông Đông, cậu... Đi đâu vậy? Cô ấy đang không vui. Cậu chỉ muốn tốt cho cô ấy. Cô ấy lại chê cậu lo chuyện báo đồng. Đây gọi là gì? Là làm ơn mắc quán. Đợi khi nào cô ấy nhận sai, lúc đó mới tha thứ cho cô ấy. Nhưng mà nhìn cô ấy thật sự rất buồn. Đại ca à, chúng ta có chút khí chất đi được không? Tôi muốn cậu lạnh nhạt với cô ấy một chút, chứ không phải bảo cậu bỏ rơi cô ấy, sinh ly tử biệt. Đi, đi luyện tập thôi. Tuần sau là đấu vòng loại rồi. Cậu là hội trưởng, phải có trách nhiệm. Xin chào, cà phê của cô xong rồi. Cảm ơn. Xin chào, hoan nghênh quý khách. Xin hỏi cô muốn dùng gì? Cho hỏi ở đây có tuyển người không? Chỗ chúng tôi đủ người rồi. Hôm nay đang có khuyến mãi, nước ép táo giảm 50%. Vậy cho tôi một cốc. Có liền. Cảm ơn.
Nhan Hiểu Hy, cậu đã là bạn gái của tớ thì phải làm quen với mùi vị của tớ. Thích một người thật sự là một chuyện rất phức tạp. Cô ấy là Tiểu Quyền Phong. Tôi mà biết tên cô ấy, sớm đã tìm được cô ấy rồi. Còn nhờ cậu làm gì? Có tin gì nói cho tôi biết nha. Tạm biệt. Xin chào quý khách. Xin chào, cho tôi một nước ép táo. Được rồi, anh chờ một chút. Của anh đây, cảm ơn.